click.vn, web mua bán link tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Ok, và xin chào tất cả anh em, cho tất cả anh em trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ đang gọi rồng đây. Và bây giờ mình đang gọi rồng thật cực là khó khăn. Anh em thấy không? Thì hiện tại mình đang nghe được thông báo một cái tin rất buồn với anh em, đó là cheat sử dụng gọi ngọc rồng bây giờ đã bị fix rồi anh em ạ. Đây, mình đang gọi cho anh em xem đây. Còn khoảng 1 phút thôi, khoảng 40-50 giây nữa thôi là nó sẽ gọi rồng rồi. Nhưng mà đấy, 37 giây rồi thì hiện tại là không thể gọi được rồng. Mình ấn liên tục, mình dùng khoảng tầm 5 hay sao đó, 5-4 đấy đấy. Cheat bật 5-4 đấy. Đấy, mình gọi là không hiện lên dây luôn. Giờ thì lát rồi, hỏng rồi. Bây giờ ngọc rồng rất nhiều, gọi không gọi được, không ước được. Rất là buồn luôn anh em ạ, đây. Không hiện dây luôn, mình không biết là mình gọi được không nữa. Cố gắng làm sao để gọi được ngọc rồng được. Trời đen thế, không biết tại sao nó lại fit được những cái thò tròn như thế này nhỉ. Tại sao nó sinh ra ngọc rồng, bây giờ nó fit đi. Bây giờ cả cái server bao nhiêu người, bao nhiêu người có ngọc rồng và bao nhiêu người đang ngồi ở làng để ước. Đấy, rồi trên mạng ước rồi. Đèn thê à. Cày đéo làm gì được anh em ạ. Giờ mình không biết là ước kiểu gì bây giờ. Giờ ước tay, ước chay không thì không làm sao mà kịp được những cái các bố đang dùng sử dụng cheat này nữa. Nhưng mà sử dụng cheat thì nó không báo thời gian nữa vì nó bị fit rồi. Đấy, mình chỉnh lại còn khoảng tầm 2 thôi. Đó anh em, thì bây giờ đã bị fit rồi, không làm gì được cả. Đầm mờ, bây giờ sẽ đi bán shop mẹ giờ. Có nghĩ là mình phải đi bán hết shop đi, bán hết nọc rồng cho shop cho nó mát. Kể quá, đây ngọc rồng đây. Mấy hôm nay mình ngồi gọi chả gọi được, đêm như ngày, ngày như đêm thôi. Ra vào cũng chả gọi được, chán lắm. Có nên bán shop không? Một sao đây. Bây giờ những thứ vô dụng nhất trong game đó là ngọc rồng. Ngọc rồng từ 1 sao đến 3 sao là những thứ vô dụng nhất, không thể sử dụng làm gì được. 8 phút thì mọi người lần bán mèo đi đó. Bán nha anh em, ok, bán nha. Bán không? Có lên bán không? Thôi, chúng ta lên bán không đây. Bây giờ mình bán đi ấy, thì mình sẽ không phải đau đầu về việc phải gọi rồng nữa, đúng không anh em? Nhưng mà mình bán đi ấy, thì mình sẽ không ngọc nữa. Bán đi đến đâu ngọc mà dùng, ngu gì. Rồi anh em, mình có lẽ là mình sẽ thông báo với anh em đó là một điều, đó là cheat đã bị fix, giờ không có thể làm sao để gọi rồng bằng cheat nữa. Và mình cũng khuyên anh em không nên sử dụng những phiên bản tool hack gọi rồng vì nó cài cây lóc anh em ạ. Còn anh em là cố gắng thì gọi được thứ gọi chay thôi. Bây giờ cái này thì cũng không thể nào mà gọi nhanh được nữa rồi. Chắc có lẽ là một ngày đẹp trời nào đó anh em có thể gọi được rồng. Không sớm thì muộn cũng thể là cũng gọi được rồng thôi. Làm sao mà vất vả đúng không anh em? Mình nghĩ bây giờ mình sẽ đi BK đây. Méo thằng nào ấy. Ăn cái cuồng lộ và mà biến khỉ mà cũng xưa này cũng hơi cao cao thôi, cũng không được nhiều lắm, cũng chả VIP với ai nha. Thử tìm một thằng nào đấm xem thế nào nào. Đây rồi. Đủ. Rồi, chết rồi. Qua đại hội võ thuật chơi thử nào. Lâu lâu chưa làm cái rương để mở xem được cái gì không. Thì trước đây mình làm một cái video mở avatar ấy, thì đó là video thật sự là thật. Mở là thật chứ anh em bảo mình cắt ghép là sai hoàn toàn anh em. Cái video mở hướng dẫn mở avatar VIP đó là thật. Nhưng bây giờ mở được không biết mình không biết nữa vì thời gian nó khá là lâu rồi, mấy tháng nay rồi. Thì có thể là game nó fit rồi cũng lên. Nên là anh em nào làm theo thủ thuật đó thì nếu mà không được thì thông cảm cho mình nha. Còn nếu anh em nào đã làm được cái thủ thuật đó thì vui thôi, để lại một like cho mình. Yes. Quá là tuyệt vời. Unbelievable, 1 triệu xong. Đây. Thì cái này là hơi là lâu, tốt nhất là mình nghĩ mình sẽ quay cái video này và mình sẽ ghép vào. Chứ giờ ngồi bình luận chơi với cái này thì nó hơi khó. Ngọc rồng đây thì không gọi được rồi. Ok anh em. Nếu muốn thấy video này hay, để lại cho mình một like, một subscribe, cũng như là đồng thời chia sẻ những anh em nào đang có ý định gọi bằng rồng, bằng cheat hay bằng tool hack thì chắc là lên dừng lại vì game đã fit hết rồi. Game ra ngọc rồng và bây giờ cuối cùng ngọc rồng không thể gọi được. Vứt. Bye bye.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.